Cạn bây giờ là 2 giờ 10 phút chiều. Mời anh em đến tham quan xưởng lắp ráp loa thép chống cháy, địa chỉ là Phạm Ngân Sơn, Bắc Cạn. Số điện thoại trên màn ảnh. Mời anh em test cho đông luôn. Đây là video quay trực tiếp. Ship hàng toàn quốc, những cặp thép chống cháy lắp ráp hoàn toàn bằng thủ công. Rất nhiều loại nhá. Đặc biệt những cặp thép này đều trang bị công tắc chỉnh thép và siêu thép. Gạt lên gạt xuống đây. 1.2 triệu này. 1.800.000 có đủ. Đây là 500, 600, 900. Loa thép tăng độ nét gấp 4 lần so với thép thông thường. Tạo âm thanh nổi. Không hay không bán nhá. Chúng tôi còn có vỏ gỗ cũng có đủ nhá. Cặp này là 1.500.000 đấy, con này là chưa lắp xong. 1.000.000. Bắc Cạn ngay lúc này nhá. 2 giờ 15 phút. Số điện thoại giao dịch trên màn ảnh, trên YouTube điện tử Phương Lưu và trên Facebook loa thép thông minh. Một cái địa chỉ cực kỳ tin cậy của rất nhiều khách hàng. Chúng tôi chỉ có hai số điện thoại duy nhất nha, 0269 và 329. Chúc anh em nghe nhạc vui vẻ. Anh em chụp lại màn ảnh. Khi nào nhớ ra Lưu Bắc Cạn thì alo, mình ship hàng cho. Ship bằng đường bưu điện nhá. Cặp này là 900 này, vuông 16 x 16. Còn cái cặp này là 800k. Cặp này là 500. Còn sang bên này, xem bên này là cặp 1.500.000 này. Đấy, con này là cặp 1.200.000 này. Nó đều có công tắc chỉnh thép và siêu thép này. Gạt xuống là thép, gạt lên là siêu thép. Đây là 800. Đây là xưởng lắp ráp hoàn toàn bằng thủ công nhá. Nên anh em cực kỳ là ok đi. Đấy, yên tâm. Làm chúng tôi làm một sản xuất cho anh em những cặp thép cực kỳ chắc chắn. Cực kỳ tin cậy. Ok anh em.